Em vay vốn bao nhiêu không quan trọng. Quan Dạ. trọng là sau khi em vay vốn ngân hàng về thì cái số mà em kinh doanh ra nó phải đảm bảo trên lãi suất ngân hàng. Thì có nghĩa là sau khi trả lãi suất ngân hàng xong thì phần còn lại em vẫn còn lãi trên cái tiền mà em quay. Câu đó hỏi đầu tiên em muốn hỏi nhất là vay khoảng bao nhiêu phần trăm thì nó an toàn? Tại vì nhiều khi em cũng có nghe một số anh em về chuyên gia về kinh tế họ họ phân tích ấy, thì nói khi mình dùng cái đòn bẩy tài chính nó quá tay ấy, thì đâm ra là những cái hậu của cái doanh nghiệp nó không được tốt. 130 triệu mà trên một tháng tiền lợi nhuận mà anh cần phải đầu tư 3 tỷ, như vậy tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư của anh là bao nhiêu phần trăm? Thì chia ra xem nào. Như vậy 130 triệu mà anh bỏ ra 3 tỷ, như vậy tỷ suất lợi nhuận của anh ở đâu đó rơi vào khoảng 4%, tức là còn thấp hơn lãi gửi ngân hàng. Thì như vậy em còn 101, đúng không? Trăm mốt, dạ. Như vậy là nếu gọi là trước ngân hàng đi, là em đang được 130 trên Dạ. tổng tài sản, cứ gọi là tài sản ngân hàng, bởi vì em không trừ đi lãi suất ngân hàng, thì cứ Dạ coi như rồi. em được lợi nhuận 130 trên tổng Rồi. vốn mà em đang sử dụng là 2 tỷ rưỡi, có đúng không? Như vậy thì em còn ăn dương ra 5%, Đúng ạ. đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Như vậy là nếu mà em đang ngồi tính của em là khoảng 4 đến 5% lợi nhuận một tháng, thì như vậy tính trên một năm thì tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn sử dụng của em được lợi nhuận rơi vào khoảng xấp xỉ 50%, có phải không? 4 nhân 12 tháng mà 4% của một tháng Dạ đúng rồi, mà đúng cứ rồi. 4 nhân mà 12 là xoay xoay 12 vòng 12 tháng dạ thì đúng có rồi. phải được khoảng khoảng 50%, đúng không? Dạ rồi. Ok. Như vậy nếu mà ngân hàng cho vay được đến đâu thì sẽ vay đến đó để chiến đấu. Nhưng thầy nhắc lại là trong cái tổng vốn mà em được lợi nhuận là 4% đấy, Dạ. thì cái tỷ lệ lợi nhuận của em được, một ví dụ hiện nay một tháng em đang lợi nhuận là 130 triệu chưa Dạ. trừ lãi ngân hàng. Em vay vốn bao nhiêu không quan trọng, quan Dạ. trọng là sau khi em vay vốn ngân hàng về thì cái số mà em kinh doanh ra nó phải đảm bảo trên lãi suất ngân hàng. Thì có nghĩa là sau khi trả lãi suất ngân hàng xong thì phần còn lại em vẫn còn lãi trên cái tiền mà em quay, tiền Rồi, em em vay ngân hiểu ý hàng của em thầy. quay. Dạ rồi. Nhưng câu chuyện mọi người bị chết là bởi hai yếu tố. Một là họ chỉ tính lãi mà họ quên mất những rủi ro cái lãi đấy nó bị chôn, cho nên không có khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Ví dụ cái lãi của em mà nó chôn trong công nợ, nó chôn trong tồn kho, mà hai cái đó lại không có khả năng đòi về ngay được, hoặc thanh lý ngay được, hoặc thanh lý thì bị chết. Thì có nghĩa là đến lúc ngân hàng phải trả ngân hàng thì ngân hàng họ không chấp nhận cái chuyện đó, vậy bắt buộc em phải trả. Thì khi đó nó bị gãy dòng tiền, mà nguyên tắc dòng doanh nghiệp bị gãy dòng tiền là chết. Tắt thở. Có hiểu Dạ. cái này không? Dạ, em Và hiểu. như vậy nếu mà ngân hàng nó cho em vay 6% một năm mà em chắc cú em tạo ra lợi nhuận 60% một năm thì vay càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều phải ngồi tính, nếu tính cua trong lỗ tức là lợi nhuận của mình nó bị chôn trong tồn kho mà nó chôn trong công nợ, nhưng mà trên sổ sách mình vẫn lãi suất được 45% mà em đi vay ngân hàng về, xong đến lúc ngân hàng nó đòi hoặc phải trả lại ngân hàng hàng tháng mà không có, là em ngã ngửa là em chết vì gãy dòng tiền. Rồi. Hiểu hiểu không? Cho nên Rồi tỷ em lệ hiểu dạ. vay bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng nhất là mức độ tỷ suất lợi nhuận của business của em, và câu chuyện thứ hai rủi ro về mặt chôn vốn và không có tính thanh khoản. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.